ngày lễ Vu Lan cũng là xã tang của Phi Nhung, cái con gái nuôi đã có chia sẻ đầy xúc động. Mới đây trên cá nhân TikTok đã đăng tải đoạn clip về cái con của Phi Nhung tụ họp trong lễ Vu Lan và cũng là lễ xã tang mẹ nuôi sau 2 năm. Không khí vô cùng trang nghiêm và xúc động, Quỳnh Trang Tuyết Nhung Thiên Ngân đã tụng kinh cho người mẹ nuôi quá cố và gửi gắm những lời yêu thương khiến ai cũng xúc động. Đại diện cho ba chị em, Quỳnh Trang nghẹn ngào nói, thấy là mẹ đã bỏ chúng con đi 730 ngày rồi, kể từ ngày vắng mẹ, chúng con coi cút bơ vơ qua ngày. Gặm nhấm nỗi đau mất mẹ, cuộc đời của chúng con tưởng đâu cũng đã tìm được bến độ bình an, nào ngờ đâu cơn đại dịch đã cướp đi mẹ. Chúng con lại mồ côi mẹ lần nữa, mẹ ơi hôm nay ngày đại từ của mẹ. Sao bầu trời u ám quá, phải chăng trời đất đều thương cảm, đều xót xa cho những mảnh đời bất hạnh của chúng con. Hôm nay nhớ mẹ biết bao, mẹ yêu mẹ ở nơi nào mẹ ơi. Lại tràn vị đắng mắt cay, quạnh hiu vắng vẻ tháng ngày dài thêm. Mẹ Nhung ơi, chị em chúng con còn quá nhỏ, rất cần sự che chở, chăm sóc động viên an ủi và vụt về của mẹ. Giờ đây chúng con chỉ ao ước được nghe giọng nói của mẹ một lần thôi. Nhưng hai tiếng mẹ ơi, con gọi hoài khang cả cổ mà vẫn rơi vào hư vô. Lúc này đây, chúng con thấm thía nỗi đau. Mẹ có biết Vu Lan rằm tháng 7, con khóc nhiều và nhung nhớ mênh mông. Đau thương nào rồi cũng phai mờ theo năm tháng, nhưng bóng mẹ vẫn sống mãi trong lòng chúng con. Chúng con hứa với mẹ sẽ ngoan ngoãn, học tập thật tốt và thực hiện những tâm nguyện. Hoài bão của mẹ còn dang dở. Mẹ hãy yên lòng thanh thản mẹ nhé, các con sẽ đùm bọc và yêu thương nhau, noi theo đức hạnh của mẹ, rạng danh tô đẹp cho đời. Đến hiện tại, khán giả chưa tin rằng Phi Nhung đã ra đi mãi mãi. Hình ảnh và giọng hát của Phi Nhung luôn ở trong tim người hâm mộ, bạn bè và người thân. Các con nuôi của cô vẫn được người thương yêu thương chăm sóc tận tình và có cuộc sống rất bình an. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức của kênh Bật Mí News. Các bạn đừng quên subscribe để nhận những clip và tin tức hay hấp dẫn mỗi ngày nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.